xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình quay máy cắt các bạn ơi. Ở đây có chiếc DC70G nè các bạn. Máy mới luôn các bạn. Sao mình được hỏi mình biết được thì cái máy này thì mới mua hồi mùa hè thu. Vừa rồi. Máy này thì còn độ zin không các bạn? Zin chạy nó cũng không được nhanh. À, tài xế này thì chạy quá kỹ. Tài xế này là tài xế nhà luôn. Ở đây thì người ta bán dâm không à. Kênh nếu có thấy hay hãy cho mình một like, mình đăng ký nha các bạn. Đừng quên nhấn cái chuông bên cạnh để đón xem những video của mình. Chiếc gỗ này là chạy 48 độ zin hoàn toàn luôn. Không có, chưa có làm bất cứ cái gì các bạn. Đây thì người ta cũng kéo ăn bao không các bạn. Vùng này đất vùng cắt này thì người ta kéo ăn bao. Bởi vì mấy anh vô bao vô đầy lắm. Theo mình đoán chắc bao lúa này chắc có khoảng trên 60 kg à, từ 65 kg đó các bạn. Mà thấy không, máy dắt mới luôn. Coi chiếc máy cộ này các bạn.
quá lúng rồi. Chắc mình nói lúng rồi bên đây luôn. Xem kênh nếu có thấy hay thì mình một like, một đăng ký các bạn. Rồi, video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Và ta là 45. Máy bay các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.